sẽ đi vào ngôi trường đại học mà các em mong muốn nhá. Ok chưa nào? Rồi, thế thì uh, đi khám phá về một cái chặng đường tuyệt vời như vậy, chúng mình cần phải làm gì đấy? Các em yêu quý, chị có một cái lộ trình cực kỳ là khoa học cho các bạn. Chị muốn hỏi các bạn là các bạn ơi, các em đã, uh, các bạn đã xem về lộ trình của khóa học này chưa ạ? Và các bạn đã biết được rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những gì ở trong khóa học này chưa ạ? Các bạn nào? em đã xem về lộ trình của khóa học này chưa? em đã xem về lộ trình của khóa học này chưa và em có hiểu về lộ trình của khóa học này không? các bạn nhỏ em ơi, các bạn đã xem về lộ trình của khóa học này chưa và các bạn có hiểu về lộ trình của khóa học này không? À, Phan Trinh rất là ủng hộ tinh thần của em nhé, được không nào? Rồi các bạn ơi, kem đã xem chưa? Các bạn đã xem chưa? Đây là lộ trình mà chúng ta sẽ có ở trong khóa học clip này phải không ạ? Và chị cũng có những cái lưu ý về hình thức học cho các bạn. Kem các có hiểu về lộ trình mà chúng ta sẽ đi không ạ? À, chị vẫn thấy nhá linh nhá, chị vẫn thấy em. À, các bạn có hiểu về lộ trình mà chúng ta sẽ đi không? Hay là có nhiều bạn vẫn chưa hiểu được là chặng đường mà chúng ta đi sẽ là như thế nào? Nào nói cho chị biết nào Em xem rồi nhưng vẫn còn lan man À chị nói lại cho em chị nhé Rồi ok các bạn ơi Đây là lộ trình của khóa học Nếu như có tấm bản đồ Chúng ta sẽ đi đến cái địa điểm đó nhanh hơn Nếu như chúng ta có phương pháp học văn Và một lộ trình rõ ràng Chúng ta sẽ đi đến với điểm 8 Điểm 9 nhanh hơn Được không ạ? Nên chị rất là hy vọng Các bạn sẽ Ngày hôm nay ở trong buổi đầu tiên để làm quen với nhau này Thật ra nói là làm quen nhưng mà có rất là nhiều bạn thì đã quen với chị Hiên rồi Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xét lộ trình một chút xíu để xem là Tại sao chị Hiên lại phải ra lộ trình như vậy cho các bạn Và liệu lộ trình đó có phù hợp với bản thân của mình hay là không các em nhá Rồi, các bạn nhìn lên đây giúp chị Chúng ta có lộ trình ở đây là 50 buổi với thời lượng Thường dao động trong khoảng một tiếng đồng hồ Nhưng mà thường thì chị sẽ dậy khoảng hơn một tiếng cho tới một tiếng rưỡi Được không ạ? Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có từ tháng 10 cho tới tháng 12 Đó là thời gian mà chúng ta sẽ có 16 buổi Có nghĩa là chúng ta sẽ học mỗi tuần chúng ta sẽ học hai buổi cùng với chị Được không ạ? Em vẫn đang xem đúng không? chắc là do wifi á Được chưa em? Em xem được chưa nhỉ? Bạn xem được chưa? Các em xem được chưa? Các bạn ơi các em xem được chưa nhỉ? Ờ, chị rất là xin lỗi các bạn là bởi vì là wifi ngày hôm nay thì nó không ổn định Nhưng mà yên tâm chị vẫn sẽ cùng với các bạn Ok ok đợi một chút nhé Chị nghĩ là wifi đã ổn hơn rồi đấy Từ phía chị là wifi đã ổn hơn rồi Được không nào Rồi ok chúng mình sẽ cùng quay lại nhá à, Rồi đúng không? Đúng rồi, chị thấy mọi người đều xem được rồi Nên là các bạn sẽ xem lại cái phần phát trực tiếp các em sẽ xem lại cái mạng nhà mình xem sao nhá Ok chưa Các bạn ơi thì các em có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái lộ trình 50 buổi với thời lượng là từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng 30 phút Được không ạ? Thì đấy là buổi đầu tiên Chúng ta sẽ có buổi thứ hai ở đây là khái quát về các dạng đề và hướng dẫn làm mở bài và kết bài có nghĩa là ở trong tháng 10 cho tới tháng 3 là chị sẽ cùng với các bạn làm một cái câu rất là quan trọng ở trong đề thi đại học đó chính là câu nghị luận văn học 5 điểm. Đây là câu chiếm tới 50% số điểm và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là đây chính là một trong những cái câu cốt lõi. Bởi vì sao ạ? Nếu như các bạn đã có thể phân tích một cái tác phẩm văn học một cách toàn diện rồi thì đối với các bạn việc đọc, việc thông hiểu về một cái văn bản sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tức là nếu như các bạn đã học tốt về câu nghị luận văn học rồi thì câu đọc hiểu bây giờ đa số là người ta thường hỏi về những cái kiến thức hoặc là những cái hàm ý xuất hiện ở trong cái văn bản đề cập thì chị nghĩ rằng là cũng rất là đơn giản đối với các bạn thôi thế nên chị bắt đầu với các bạn từ gốc rễ trước được không nào nhá bắt đầu với các bạn từ sao ấy cái wifi nó ở nhà chị nó rất là tệ em ơi em có xem được không ạ chị vẫn thấy comment của các bạn bình thường nhưng mà hôm nay chị về quê thế nên là hôm nay chị về quê nên là chị cũng không thể nào mà kiểm soát được ấy chị cũng không thể nào mà kiểm soát được là nó đã được hay là chưa Ôi. các bạn ơi chị chị cầu xin chị cầu mong và chị hy vọng là từ giờ cho đến cuối buổi wifi nó sẽ ổn định còn nếu như mà wifi mà không ổn định thì trời ơi thật là đau đầu ok chưa các bạn ơi okay, kem ok chưa các bạn ok chưa rồi được rồi đúng không cố gắng cùng với chị vậy nhé học livestream đôi khi nó sẽ có những vấn đề như vậy đấy bên cạnh cái ưu điểm là các bạn được tương tác trực tiếp với chị thì cũng có một số những cái nhược điểm đó là về vấn đề kỹ thuật đôi khi chúng ta cũng phải cần có wifi rất là khỏe mà cái đấy là cái yếu tố khách quan chị không thể nào mà chị quyết định được chị cũng đã đăng ký cái gói wifi rất là mạnh rồi thế nên là chị hy vọng là các em sẽ thông cảm cho chị đúng không ạ hãy thông cảm cho chị nhé chị không hề mong muốn như vậy đâu rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại nhé vậy là ở trong buổi hai này À, chị sẽ cùng với các bạn khái quát về các dạng về và hướng dẫn các bạn làm mở bài và kết bài hãy nhớ rằng là mỗi buổi thì đều có những cái phần kiến thức rất là quan trọng và hãy nhớ thêm một điều nữa là chỉ cần học chị Hiên thôi Không cần phải học ở đâu nữa không ạ à. À, Chỉ cần học chị Hiên và học ở trên lớp thôi ok chưa Rồi ở buổi 3 chúng ta sẽ cùng nhau làm phương pháp về dạng đề phân tích Có thể nhiều bạn nói với chị rằng là chị ơi phân tích em làm tốt lắm em làm giỏi lắm em hay lắm em không cần phải học đâu Nhưng mà có một cái vấn đề là thực tế là Có một số bài các bạn có thể làm tốt Nhưng có một số bài các bạn Nếu như mà các bạn chưa học thì các bạn không có thể có định hướng làm được Chị lấy một cái ví dụ đơn giản nhá Ví dụ như ở trong phần đọc hiểu người ta cho các bạn một cái đoạn thơ thì sao Phải không ạ? Sau đó thì cái câu hỏi số 4 người ta nói với các bạn là Em cảm nhận như thế nào về hai câu thơ này, ba câu thơ này Thì đấy là những cái câu thơ mà các bạn chưa học Vậy thì các bạn liệu các bạn phân tích nó như thế nào? Thì đấy, chúng ta phải có phương pháp để làm dạng đề phân tích Đây là cái dạng đề tiên quyết cho tất cả những cái dạng đề còn lại Muốn làm tốt những dạng đề còn lại thì phải bắt đầu từ cái cốt lõi nhất Được không ạ? Hãy nhớ rằng đây là khóa học văn thực chiến Chị thực chiến về phương pháp và chị thực chiến với việc là Để cho các bạn có thể làm những cái bài tập thật là nhiều Nếu như các em không viết, trình của các em không bao giờ lên được Dẫu cho các em có nghe chị giảng hay đến đâu mà các em không viết Thì như thế nào ạ? À, nếu như mà các em không viết thì thực tế là các bạn sẽ cảm thấy rất nếu như mà các em không viết thì các em sẽ cảm thấy cực kỳ là mơ hồ và việc học văn coi như là không có kết quả chúng ta thường lầm tưởng rằng môn văn là một môn chỉ cần nghe nhiều và đọc nhiều nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng là cần phải viết nhiều bởi vì chúng ta thấy viết văn rất là mệt chị muốn thay đổi suy nghĩ của các bạn và chị muốn thay đổi cách làm của các bạn chúng ta bây giờ vừa đọc nhiều vừa nghe nhiều vừa viết nhiều thì để xem là cái kết quả mà chúng ta có như thế nào các em nhé rồi vì đấy là buổi thứ ba buổi thứ tư chúng ta sẽ học qua clip tây tiến và việt bắc hãy nhớ rằng là trong khóa học này chị cũng cung cấp kiến thức nền cho các bạn qua clip hãy nhớ điều này đó là cung cấp kiến thức nền qua các cái clip và chúng ta sẽ được nghe giảng bằng MyMap Chúng ta sẽ có những cái kiến thức nền về các tác phẩm trong chương trình độ văn lớp 12 Là chương trình trọng tâm, các em nhé Đã nói rồi, đây là khóa bao chọn tất cả mọi thứ Ờ, tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà kỹ càng giống như khóa kiến thức nền của chị được Nhưng mà đây cũng đã là một cái khóa học đủ để cho các bạn chỉ cần cầy đi cầy lại là chắc chắn các em sẽ có được cái số điểm mà các em mong muốn Thì nên chị muốn là các bạn sẽ chăm chỉ học Ok không nào? Rồi, buổi thứ năm chúng ta sẽ học về phương pháp dạng đề chứng minh nhận định Đây là một cái dạng đề cũng rất là thường gặp và nó chia ra làm nhiều dạng nhỏ, nhiều bạn thì phân vân khi mà vào cái dạng đề này, thậm chí còn không xác định đúng dạng đề thế nên cái trình tự chúng ta đi chẳng biết đi như thế nào cả. Thì ở đây chị sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phương pháp dạng đề này. Ok chưa ạ? Buổi thứ sáu chúng ta sẽ học qua clip đất nước sóng đàn guitar của Loka. Đây là phần chúng ta học về kiến thức nền và chúng ta có thể nhìn thấy với hai buổi thứ tư và thứ sáu thì các em đã có thể khái quát được nội dung của những cái bài thơ trong chương trình Ngữ văn lớp 12 rồi. Năm nay thì bản thơ rất quan trọng nên chị lưu ý với các bạn là hãy học thật là kỹ về kiến thức nền của thơ. Rồi, buổi thứ bảy chúng ta sẽ học phương pháp về dạng đề so sánh. Đối với nhiều bạn thì đây là một cái dạng đề rất là phức tạp. Chị phải thừa nhận đây là một dạng đề rất phức tạp. Thế nên chị đã dành hai buổi, buổi thứ bảy và buổi thứ 9 chúng ta sẽ cùng nhau học về phương pháp về dạng đề so sánh. Bởi vì cái dạng đề này thì nó chia ra làm nhiều dạng nhỏ, chính vì vậy mà chúng ta cần phải có nhiều thời gian hơn để có thể học với nhau về mặt phương pháp. Được không nào? Và buổi thứ 8 chúng ta sẽ học qua clip. Bây giờ thì chuyển sang văn xuôi rồi. Chúng ta sẽ học về vợ chồng A Phù và vợ nhặt ở trong tóc, ở trong buổi thứ 8 này. Đến buổi thứ 10 chúng ta tiếp tục học qua clip Người lái đò sông Đà và ai đã đặt tên cho dòng sông. Đây là hai tác phẩm ký và tùy bút viết về hình ảnh những dòng sông cũng là những cái tác phẩm rất là hay được không ạ? Rồi buổi thứ 11 chúng ta sẽ học phương pháp làm dạng đề liên hệ được không ạ? Đây cũng là một cái dạng đề mà chúng ta thường gặp không chỉ là thường gặp trong các cái kỳ thi học kỳ mà đôi khi còn còn gặp cả trong kỳ thi đại học nữa thì nên các bạn cũng sẽ đưa ý giúp chị. Buổi thứ 12 chúng ta sẽ học qua clip vẫn tiếp tục là kiến thức nền về rừng xà nu, chiếc thuyền ngoài xa, hồn trương ba ra hàng thịt. Buổi thứ 13 chúng ta sẽ có một buổi khái quát lại các dạng đề chính Và chúng ta sẽ suy ra những cái công thức ngắn gọn nhất, dễ nhớ nhất Để làm và triển khai những dạng đề này như thế nào Được không ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý nhé em sẽ lưu ý điều này giúp cho chị nhé à, Đây là một cái buổi rất là quan trọng Và Kem có thể nhìn thấy Tại sao chị Hiên luôn luôn nói với các bạn là Chị Hiên không khuyên học sinh của mình học tủ Bởi vì nếu như có những bạn mà đã đi cùng với chị trên, trên một cái chặng đường dài rồi thì các bạn ấy đã, đã, có đủ kiến thức cho tất cả các dạng đề và bất cứ vào bất cứ dạng đề nào các bạn ấy cũng có thể ứng biến và có thể triển khai được chị mong các em cũng sẽ là thế hệ tiếp theo như vậy hôm nào rồi buổi 14 chúng ta sẽ học các dạng đề hỗn hợp phần 1 buổi 15 chúng ta sẽ có các dạng đề hỗn hợp phần 2 và buổi 16 là một buổi rất quan trọng chúng ta sẽ thi thử kiểm tra và đây là thi thử trực tuyến nếu như các bạn vẫn còn nhớ thi năm vừa rồi, những anh chị nào mà thi thử của chị Hiên lần hai thì gọi là trúng đề, trúng đề luôn đấy ạ. Bởi vì chị cũng cho vào sông hương và chị cũng cho vào là gì ạ? À, một cái cách nhìn khác của Hoàng Phủ Ngọc Tường, một góc nhìn nhận khác của Hoàng Phủ Ngọc Tường, được không nào? cái Cách nhìn nhận về vẻ đẹp của dòng sông hương, cách nhìn nhận khác về nghệ thuật. Thế nên là à, năm vừa rồi có những bạn mà đã đạt 4,5 điểm trên 5 điểm của cái bài nghị luận văn học đó, đó là một cái thành tựu một cái sự thành công rất là lớn của các em khi viết bài nghị luận văn học. Được không nào? Thế nên là chị nghĩ rằng là thi thử kiểm tra là hình thức bắt buộc với tất cả các bạn tham gia ở trong của chúng mình. Ok chưa? Rồi. À, thi trực tuyến có nghĩa là ví dụ 10 giờ chị up đề lên thì 12 giờ chúng ta sẽ phải nộp bài trong hệ thống qua hệ thống. Nếu như các bạn không nộp bài trong hệ thống kịp cái giờ đó, hệ thống đóng lại thì các em sẽ không nộp được bài nữa. Và đồng nghĩa với việc là các em sẽ không được chấm nữa Ok chưa nào Nhá. Rồi, đấy là tháng 10 đến tháng 12 Chúng ta sẽ có 16 buổi như vậy Thì ở tháng 1 chúng ta sẽ có 8 buổi Chị gọi tháng này là tháng thơ Ở đây các bạn có thể nhìn thấy Tây Tiến Việt Bắc đất nước sóng đàn guitar của Loka Vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại học lại kiến thức nền hay sao Không phải các em ạ à. Thì đã nói rồi đây là khóa học văn thực chiến và chúng ta sẽ đi cụ thể về tất cả những dạng đề ở trong từng tác phẩm chị lấy một ví dụ đơn giản. Ví dụ trong bài thơ Tây Tiến sẽ có những dạng đề bài phân tích như thế nào, những dạng chứng minh nhận định như thế nào, những dạng so sánh ra sao, những dạng đề liên hệ như thế nào. Hiểu chị không ạ? Thì ở trong mỗi buổi này, đây thì chúng ta sẽ học qua hai buổi và chúng ta sẽ chữa khoảng từ 4 cho tới 5 đề liên quan tới bài Tây Tiến. Tức là chúng ta đã làm tất cả những dạng đề về tất cả những tác phẩm rồi. Đồng nghĩa với việc là chẳng có lý do gì mà thi các bạn lại không làm được. Hiểu chị không ạ? Nhá. Yeah. Chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái dạng đề thực chiến với Việt Bắc, những dạng đề thực chiến với đất nước, những dạng đề thực chiến với sóng và những dạng đề thực chiến với đàn guitar của Loka. Em hiểu không? Hiểu cái lộ trình mà chúng ta sẽ đi không? Có nghĩa là chúng ta không tập trung vào phần kiến thức nền mà chúng ta sẽ tập trung vào việc sử dụng phần kiến thức nền đó như thế nào với mỗi dạng đề cho hợp lý. Vì chị nghĩ đấy mới là cái vấn đề của các bạn. Vấn đề thực sự của các bạn là các bạn có kiến thức đấy nhưng các bạn lại không biết vận dụng vào từng dạng đề như thế nào. Đấy mới thực sự là cái vấn đề mà các bạn gặp phải Chứ không phải là các bạn không hiểu môn văn Các bạn không hiểu về việc sử dụng Không hiểu việc đặt để Được không ạ? Giống như là một ngôi nhà ấy Nếu như mà các bạn Các bạn đều có nội thất Tất cả các em đều có nội thất Nhưng các em lại không biết cách đặt để nội thất Đặt cái bàn vào chỗ nào, cái ghế vào chỗ nào Cái tủ vào chỗ nào cho nó hợp lý Thì chị sẽ là người cùng với các bạn Đi làm điều đấy với mỗi ngôi nhà như Tây Tiến, như Việt Bắc, như đất nước, như sóng, như đàn guitar của Loca Chị đã cung cấp cho các bạn những cái nội thất rồi Bây giờ chị sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách đặt để cái nội thất đó vào trong từng ngôi nhà đó Hiểu với chị không? Các bạn có hiểu với chị không nào? Các em có hiểu về lộ trình đó không ạ? Thì tương tự chúng ta có tháng 2 ở đây là tháng văn xuôi Chúng ta sẽ có vợ chồng A Phủ, có vợ nhặt, có người lái đò sông đà, có rừng giả nu Các em có hiểu không ạ? Ở ờ, các bạn ơi, đàn guitar của Loka không có trong chương trình vì giáo dục thường xuyên không có học Chị vẫn dạy cho các bạn Tại vì sao ạ? Tại vì biết đâu các bạn sẽ phải thi học kỳ và làm những cái bài kiểm tra liên quan tới tác phẩm này thì sao? Ok không nào? Được không ạ? Em ơi có được không? Các bạn có hiểu không ạ? Không thấy ai nói gì. Cứ để chị tha thiết nói một mình như vậy. Hôm nay em mặc... Đi trên đôi giày mòn gót, cái sao anh đã tặng. Hiểu đúng không? Ok, tiếp tục nhé Ở trong tháng 2 này là tháng văn xuôi Thì tương tự như vậy Ok chưa ạ? Tương tự như vậy Thì đến tháng 3, chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu Nốt về những cái dạng đề trong chiếc thuyền ngoài xa Và ai đã đặt tên cho dòng sông Ok chưa nào? Lịch học sau này là để học cố định hay sao chị? Chính xác là lịch học cố định nhé Mai Phương nhé rồi. Thì tiếp tục chúng ta sẽ có ở đây. Một chương ba dài hành này và đặc biệt là ở trong bốn buổi cuối, buổi 5, buổi 6, buổi 7 và buổi 8, chúng ta sẽ có chiến dịch 4 ngày cày văn nghị luận văn học. Chiến dịch là gì ạ? À qua clip, không phải là live trực tiếp nhá Minh Tiến nhá. Đấy là những cái clip mà chị sẽ up một cách riêng tư lên trên kênh YouTube. Không nào. Và các bạn uh, sẽ xem những cái clip đó chúng ta sẽ học qua mai Map được không nào chúng mình sẽ học qua mai Map nhá thế nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị một cái cách học rất là dễ hiểu không ạ và học bằng mai Map như vậy thì cũng sẽ giúp cho các bạn có thể định hình rất là tốt về việc là gì ạ à học qua mai Map như thế thì các bạn cũng sẽ gạch ý tốt hơn có được những cái nhìn tổng quan tốt hơn được không nào chính xác chỉ có học kiến thức nền qua clip thôi, còn lại tất cả về sau, tất cả những cái phần này, tất cả những cái buổi này đều là học trực tiếp kem nhá. Bởi vì chữa đề thực chiến thì chị không 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 thể làm không thể làm clip được. Như vậy thì sẽ không có được cái tương tác giữa giữa thầy và trò phải không ạ? Mà bây giờ đối với bản thân của chị thì chị muốn lắng nghe kem nhiều hơn. Thế nên là nhiều người nói với chị rằng là, là uh, tại sao chị lại không nhiều người tư vấn cho chị ấy? Bảo chị là À, tại sao chị không mới đi Tại sao chị không làm clip xong chị up lên Chị up lên như thế thì chị sẽ Chị chỉ cần phát vào trong các cái lớp thôi Như vậy thì sẽ tiết kiệm cho chị Thời gian và chị đỡ mệt Nhiều khi những cái công việc bận rộn thì chị đỡ mệt hơn Chị bảo với các bạn ấy là Thật ra thì đấy nếu như làm như thế Thì sẽ lợi thế cho chị rất là nhiều Bởi vì một bộ clip thì chị có thể dùng cho rất là nhiều khóa Nhưng mà bản thân chị Thì lại là một người mà Hướng tới cái việc là Tôi muốn được tương tác trực tiếp với mọi người bởi vì việc, việc tương tác trực tiếp với các bạn học sinh của mình như vậy sẽ giúp cho các em mới có thể thoải mái trực tiếp hỏi mình về những cái vấn đề khúc mắc và quan trọng hơn là chị cảm thấy là khi mà chị phát trực tiếp với các em như thế dù chị có vất vả hơn một chút xíu nhưng mà cái sợi dây kết nối của chị em mình lại gần nhau hơn rất là nhiều. Điều mà chị mong mỏi bên cạnh việc là có được những bạn học sinh học tốt thì đối với chị cái sợi dây kết nối giữa chị và các bạn còn quan trọng hơn và chị hy vọng là sau này chị sẽ có thêm nhiều người em chứ không đơn thuần là học sinh nữa mà đó là những người em của chị được không ạ à? nhá đó mới là điều quan trọng ok chưa rồi thì ở đây các bạn nhá chúng ta có này à, chúng ta sẽ có chiến dịch 4 ngày cái văn nghị luận văn học bản thân chị trong quá trình đồng hành cùng với các bạn học sinh công ty đại học chị nhận ra một cái thực trạng là nếu như mà mỗi tuần chỉ có một bài tập hay như thế nào đấy thì gì ạ thì các em sẽ không thể nào tập trung được nhưng mà ngày nào các em cũng viết thì cái trình độ của các em sẽ rất là lên tay thì nên chị đã cố tình tạo ra một cái chiến dịch nhỏ sau khi chúng ta đã học tất cả mọi thứ về nghị luận văn học. Đó chính là chiến dịch 4 ngày cày nghị luận văn học Cụ thể về chiến dịch này Chúng ta sẽ cùng được thông báo Một cách chi tiết và cụ thể Hướng dẫn chi tiết và cụ thể Ở trong thời điểm này các bạn nhé Tạm thời là các bạn sẽ lưu ý điều đó giúp chị Ok chưa Rồi tháng 4 là tháng đọc nghị Được không ạ Đọc nghị có nghĩa là gì Là đọc hiểu và nghị luận Tại sao chị lại để cho cái phần đọc hiểu và nghị luận Ở cái thời điểm cuối như thế này bởi vì đây là cái phần mà nó có rất là ít kiến thức lý thuyết nhưng mà em lại rất là dễ quên Được không ạ? Thế nên chị đã phải cân no đo đong đếm Để chọn một cái thời điểm phù hợp hướng dẫn cho các em Thì ở đây chúng ta có thời điểm này là thời điểm hợp lý Để các bạn có thể ôn hai câu này Thì chúng ta sẽ có một cái chiến dịch Sau khi học xong về lý thuyết Chúng ta sẽ có một chiến dịch đó là 4 ngày cày đọc hiểu và nhận luận xã hội Cụ thể về chiến dịch Chúng ta sẽ được công bố ở trong thời điểm này Em nhé, không ạ? Rồi, tháng 5 mang tên là tháng quẩy tại sao lại được gọi là tháng quẩy bởi vì đây là tháng chúng ta sẽ được khái quát lại về tất cả các kiến thức và chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp những cái đề hay và trong giai đoạn này các em có thể đề xuất những cái đề mà các em muốn chị chữa cho các bạn được không nào hãy nhớ rằng đây là tháng của các em và các em được phép đề xuất đề mà các em muốn được chữa chị sẽ cùng với team của mình giải đáp tất cả những cái đề đó của các bạn trong các buổi học của tháng năm này và tất nhiên là sẽ có những cả những cái đề cụ thể bao gồm cả ba câu nữa à, đọc hiểu này, nghị luận xã hội này và nghị luận văn học mà team chị Hiên đưa ra, giáo trong giáo trình của chị đưa ra cho các bạn, ok chưa? Rồi tháng 6 là tháng mà cận kề với kỳ thi rồi, chúng ta sẽ có một cái tháng được mang tên là tháng hỗ trợ và team của chị Hiên cụ thể là chị sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc. Được không nào, chị sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tất cả mọi vấn đề mà các bạn đang quan tâm Ok chưa ạ Thì các em hãy lưu ý giúp chị là ở trong lớp học của mình sẽ có những chị phụ trách như sau Thứ nhất, chị Huyền Vũ là phụ trách về mặt gọi là sĩ số đấy, nhân sự của lớp, sĩ số của lớp Chị Hải Quỳnh và chị Lan Anh sẽ phụ trách về mặt nội dung Được không ạ có nghĩa là đó là hai bạn trợ giảng của chị hai chị trợ giảng của chị nếu như trong trường hợp có những buổi học mà chị bận thì trợ giảng của chị sẽ hướng dẫn các bạn học buổi đó thay cho chị ok chưa nào nhá tất nhiên là chị sẽ tối ưu nhất cái buổi để chị tham gia nhiều nhất với các em ok chưa nào rồi tiếp tục chủ yếu vẫn là chị nhá vẫn là chị hiên thôi được không nào nhá chị hy vọng các em sẽ không nhàm chán khi mà phải gặp chị quá nhiều ok chưa rồi thì uh, lưu ý giúp chị rằng là ở trong khóa học này thì có một cái thành viên rất là đặc biệt mà tất cả mọi thắc mắc về mặt nội dung học tất cả mọi thắc mắc về những cái vấn đề của các em các em sẽ gửi cho chú văn học chú văn học sẽ là người giải đáp tất cả mọi thắc mắc về những cái kiến thức được chơi nào nhá thì những cái kiến thức đó sẽ được giải đáp trong khoảng thời gian vào cuối ngày từ 9 giờ cho tới 10 giờ thì em các em cứ cứ gửi cứ gửi câu hỏi thôi thì tầm đó thì chú văn học sẽ giải đáp những cái câu hỏi và thắc mắc của các bạn được không ạ đấy sẽ là cái nick facebook cái tài khoản facebook và sẽ là người giải đáp tất cả mọi thứ cho các bạn học sinh và chỉ giải đáp cho các bạn lớp vip mà thôi thì nên các bạn sẽ lớp vip sẽ uh, sẽ kết bạn với chú văn học giúp cho chị nhé thì làm như vậy để quản lý và để chăm sóc các em tốt hơn đồng hành cùng với các bạn tốt hơn được chưa nào thì các em ơi khi mà chị đã phổ biến như vậy thì các em đã hiểu các em đã hiểu về cái lộ trình học của chúng mình chưa các bạn đã đã hiểu về lộ trình học của chúng mình chưa em đã hiểu về lộ trình học của chúng mình chưa ạ nào đã hiểu chưa các bạn đã hiểu về lộ trình học chưa và các em có góp ý gì cho chị không em có góp ý gì cho chị không ạ Cùng văn học đây nha Uh, chị nghĩ rằng là so với các cái khóa học online khác thì đây là một cái lộ trình mà có thể là lần đầu tiên các em gặp phải không ạ? nhưng chị rất tự tin bởi vì bản thân chị học được một điều rằng là nếu như mình tin vào những gì mình đang làm và mình dồn tâm huyết cho những gì mình đang làm thì chắc chắn mình sẽ có được thành công và chị cũng tin vào thành công của khóa văn trong năm nay. chị tin vào các em nữa những người rất là chăm chỉ rất là năm học rất là có tinh thần cầu tiến được không ạ mặc dù đây là một lộ trình mới nhưng bản thân chị nghĩ rằng đây là một lộ trình rất là phù hợp với các bạn giúp cho các bạn không bị nhàm chán giúp cho các bạn có năng lượng học hơn được không nào và chị nghĩ rằng là nếu như mà các bạn thực hiện tốt những cái nội quy ở trong lớp học này thì các em sẽ có được rất là nhiều những điều tuyệt vời rồi bây giờ chị sẽ bắt đầu nói nhé